Alo, Giảm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Và chào mừng quý vị đã đến kênh YouTube kể chuyện Ngọc Pháp Ly Channel. Và em mến chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép có một mẫu chuyện ngắn muốn gửi đến cho đại gia đình của mình. Câu chuyện có một cái tiêu đề khá là thú vị. Anh rể cà chớn dụ cô em vợ xinh đẹp mà ngây thơ. Ở trong buổi chú nha quý vị, cái kết lê lết luôn. Thì anh rể và em vợ là một cái đề tài cũng không còn gì mới lạ nữa. Đã có rất là nhiều kênh truyền thông nói về hai nhân vật này rồi. Nhưng mà đến với cái mẫu chuyện ngày hôm nay, nó mang một cái cốt truyện mới mà dù ở trong bụi chuối như thế nào. Tôi nói tơi bời hoa lá hẹ luôn. Thì cái kết lê lết luôn. Mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn này nha. Thì có một cái anh chàng này, ảnh cao to lực lưỡng và ảnh có một cái cô vợ. Hai chồng sống với nhau rất là hạnh phúc. Sau một năm trời chung sống thì họ có với nhau một cái đứa con đầu lòng. Vợ mới vừa sinh em bé xong luôn. Thì anh này ảnh cũng gọi là vợ mà mang thai 9 tháng 10 ngày là bác sĩ đã kêu là phải kiêng cữ nhiều thứ rồi để cho tốt cho mẹ và bé đó. Thì anh này ảnh cũng thương vợ thương con, cho nên là đành cắn răng chịu đựng thôi, chịu trận chứ biết sao giờ. Rồi bây giờ vợ sanh em bé xong rồi, vợ đang ở cữ nữa thì phải tiếp tục cám treo mà để heo nhịn thèm như vậy. Thì cái gì thì cũng có sự giới hạn của nó chứ quý vị. Thì đến một ngày nọ thì anh này á, ảnh mới nói với vợ ảnh á, bây giờ á, em á, thì mới vừa sanh em bé mà anh nghĩ á, thôi bây giờ mình về quê đi, sẵn tiện có em vợ của em á, là coi như là em gái của em á, chăm sóc cho em. Tại vì cái chuyện mà chăm sóc phụ nữ nè anh không có rành, cho nên là có gì nấu cơm nấu nước rồi đó, giờ anh cũng không biết làm sao hết, em thấy thì sao. Thì cái cô vợ nghe vậy thì cô vợ mới đồng ý, nói dạ cũng được, em cũng định á, em định nói anh á, mà không ngờ là anh nói trước em. Thế là anh này ảnh mừng quá, ảnh quyết định là coi như là bắt xe taxi chở vợ với con mình mới sanh em bé đó rồi dưới quê liền. Ảnh mới về dưới quê luôn. Thì ở dưới quê đó thì có một cô em vợ, ba mẹ thì mất hết trơn rồi, còn cái cô em gái thôi. Mà cái cô em này thì rất là thương chị, mà cổ năm nay mới có 18 tuổi mấy, gần 19 tuổi, năm sau là 19 tuổi đó. Chưa có bạn trai mà rất là đẹp luôn, chưa có chồng luôn. Cho nên là khi mà có cái cơ hội được gặp gỡ cô em vợ này rồi thì cái con mắt của anh rể này cứ nhìn chằm chằm không thôi. Mắt của anh này không có rời được. Và cái cô vợ thì rất là mừng vì có em gái ở bên cạnh chăm sóc cho mình, mới vừa sanh em bé xong cũng rất là có nhiều chuyện khó nói đó. Tắm em bé rồi giặt giũ quần áo rồi nội chồng đâu làm được đâu, thì có cô em này cô làm giúp hết, từ anh dép gì đó. Thì khi mà trong quá trình chăm sóc cho cái cô chị, cho con của mình á, thì ông anh rể này ông nhìn, ông thấy con ta đẹp quá, mà gặp con gái mới lớn, nó trời ơi, nó phát triển nó đẹp gì đâu quá, lúc da trắng ngời ngời. Thì ông anh rể ông nhìn, nhìn cái cô em vợ, ông để ý chứ sao không để ý được đó. Thì mặc dù có vợ rồi nhưng mà để ý cô em vợ này nè, ước gì mình có thể ấy cô em vợ được một cái coi làm sao. Thì bắt đầu là muốn ấy thì cũng phải có cái cơ hội cho nó đúng sao chứ, cho nó hợp lý hợp tình chứ, đúng không ạ? Thế là cái ông anh rể này á, ổng để ý lúc mà 12 giờ đêm á, là cái cô em vợ này nè, cổ lấy hết quần áo của đem ra bờ sông, cổ giặt đồ bằng tay đó quý vị. Ở dưới quê mà không có máy giặt cho nên giặt bằng tay không à. Thì cái ông anh rể này ổng mới núp trong bụi chuối, ổng dòm, ổng thấy vậy ổng mới chạy nhà qua ổng. Ổng cầm cái chai, cái hộp sơn đó quý vị, đủ màu sắc, ổng mua ngoài chợ từ hồi nào ổng để dành biết nữa. Ổng lấy cái của ổng, móc cái chuối của ổng ra, ổng sơn nha, màu đỏ cái đầu, màu xanh, màu vàng, một cái thân màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hồng. Tao nói nó bảy sắc cầu vồng, giống như là con chim bảy màu vậy đó quý vị ơi. Trời đất ơi, ông ông anh rể cà chớn này ổng sơn màu mà nhà tùm lum á. Bắt đầu ổng mới chạy ra, ổng mới chạy ra bụi chuối, ổng núp chồng. Thì cái cô em vợ này đang giặt đồ xong rồi thì định đi vô nhà thôi để đi ngủ. Ai già cổ nghe tiếng sột soạt trong bụi chuối đó. Thì cổ mới thắc mắc, cổ hiếu kỳ, cổ mới đi lại gần bụi chuối, cổ mới hỏi ai vậy? Ai đó? Ai vậy? Ra đi, thôi tôi la lên bây giờ. Thì cái cô em vợ này cổ đẹp và cổ khờ nó, thấy cái miệng của vậy chứ cổ khờ lắm, ai nói gì cũng tin đó. Cho nên là ông anh rể này ổng mới đứng trong bụi chuối, ổng mới nghe cô em vợ này nó hó hé. Cái bắt đầu cái ảnh mới nói chứ anh đây em ơi, anh đây đừng la. Ủa anh hai hả? Sao anh hai không đi ngủ đi mà giờ này á, anh hai đứng đây mũi rồi có rắn nữa đó. Ở quê mình rắn nhiều lắm á anh hai ơi. Thì cái ông anh rể nói anh buồn lắm em ơi, có chuyện này anh không biết nói cùng ai luôn á. Chuyện gì vậy anh hai? Anh hai cứ nói đi em á, giúp đi việc gì em giúp cho, thấy anh buồn tội nghiệp quá. Thì thật ra đó là em biết không, chị của em á có nuôi một con chim bảy màu, mà từ hồi mà chị em á mang bầu 9 tháng 10 ngày cho đến bây giờ chị em sanh em bé, chị em không có cho con chim bảy màu này ăn một ngày nào luôn. Cho nên bây giờ nó đói bụng, nó gần chết rồi, tội nghiệp nó lắm em ơi. Mà nếu như em có thể giúp anh cho nó ăn được đó, là coi như là chị với lại anh á, mang ơn em suốt đời suốt kiếp luôn á em. Mà người ta nói rằng mình cứu một mạng người bằng xây 10 cái chùa đó em. Giống như em cứu con chim bảy màu là em xây được 10 cái chùa luôn, công đức nó vô hạn luôn em ơi. Dạ dạ anh em biết rồi, nhưng mà đâu con chim bảy màu đâu xem không thấy. Ông anh rể này là giữa trong buổi chuối tới thui tù đùi đâu thấy đường. Ổng mới đưa ra thì cái cô em vợ này cổ mới cầm lên, thì đúng là nó có bảy màu thiệt, màu sắc hoa lá hẹ luôn, mà sao nó mềm sẫm mà nó xỉu lên xỉu xuống vậy nè. Thì ông anh rể thì cũng chờ con nhỏ này nói gì. Thì cái cô gái này cô nói anh ơi sao không cho nó ăn, trời nó gần chết rồi tội nghiệp quá vậy, bây giờ mình phải làm sao cho nó ăn vậy anh? Bây giờ em nếu mà em thương chị em á, thì em giúp anh đi cho nó ăn đi, chỉ có một mình em mới có thể giúp nó thôi. Thì cái cô em vợ mới không nghĩ chứ dạ thì em sẽ giúp nè, mà em không biết giúp bằng cách nào đó anh ơi. Bây giờ anh chỉ em không, bây giờ em anh nói sao thì em làm vậy đi, là coi như em giúp nó rồi đó. Thì bắt đầu là ổng, khi cái con nhỏ này nó mới có 18 19 tuổi đâu biết gì đâu, bắt đầu nó nói nó hứa giúp thì làm theo lời anh rể, làm gì thì nó làm đó. Làm xong xuôi thì tao nói ổng là ổng mừng cho buổi chuối ta luôn đó. Thì ổng làm xong xuôi trơn thì cái cô em ổng định đi vô thì ai về đâu có cô em vợ mới nói chứ anh rể ơi, làm như á con chim bảy màu anh á nó ăn xong rồi á tự nhiên cái nó ói ra, nó cơm nước cháo gì tùm lum hết, trời ơi trời, rồi nó ăn rồi nó ói thì sao vậy, sao nó no được anh? Vậy là chắc là mình phải cho nó ăn nữa đó anh ơi. Thì cái ông anh rể nói chắc có lẽ là nó ói rồi, bây giờ mình phải cho nó ăn nữa để nó no lại đó em. Cái bắt đầu cũng làm thêm lần nữa, nó lâu lâu được bữa hoành tráng mà sao mà không làm được thêm lần nữa. Thì xong xuôi rồi thì mới nói thôi anh buồn ngủ quá để anh vô ngủ nha em, chứ đứng đây mũi cắn lắm. Đó thì cái cô em vợ này thì cũng đi vô trong kia ngủ. Đó thì ông anh rể này tối nay ông ngủ mà trong lòng của ông cứ nôn nao, không biết cái con nhỏ này á, không biết nó có nói với chị nó nghe không nữa. Trời ơi, nó mà nói với chị nó là vợ mình, chắc vợ mình nó dữ dữ lắm, chắc mình chết quá. Thì ai dè sáng mai cái cô em gái á, đang giặt đồ thì cũng nói chuyện với cô chị, nói chị ơi, chị hai ơi. Thì thằng anh rể nặng nằm trong bụng ngã chân, chị hai ơi là cái ông anh rể này ông run mà nó chết mẹ rồi, giờ nó nói với chị nó rồi chết mẹ rồi, về sau đây. Thì bắt đầu là cái cô này cũng nói chị ơi sao chị hai nuôi con chim bảy màu mà chị không cho nó ăn vậy, để cho nó đói bụng nó gần chết vậy. Trời ơi coi, cái cô chị cũng nghe xong có nói chim bảy màu nào, trời đất ơi chị đâu có con chim bảy màu nào đây em. Vậy sao anh rể nói chị có con chim bảy màu hôm qua em thấy rõ ràng mà, rồi em còn giúp cho anh rể cho nó ăn nữa, mà nó ăn ham ăn lắm, nó ăn 2 lần luôn, nó ăn rồi nó ói ra rồi em phải cho nó ăn lợi nữa. Trời đất ơi, nó ăn thêm một lần nữa là nó mới hết ói đó. Thì bắt đầu cái thì cái cô chị này á, thì một người phụ nữ mà có giác quan thứ 6 mà nghe cái chuyện gì mà có tới cái thằng chồng mình là thấy hơi có cái mùi rồi đó, mùi tanh tanh rồi đó. Bắt đầu cái hiểu ra câu chuyện rồi, bắt đầu cái cô chị la lên trời ơi em ơi, em bị nó mần rồi, trời đất ơi cái thằng chồng chị nó mần em không biết nữa, con chim bảy màu nào chị đâu có nuôi đâu. Quá trời quá đất rồi, cái thằng chồng tao thiệt chứ nó xơi con chị rồi nó qua nó mần luôn con em nữa, quá trời quá đất rồi. Ông đâu rồi, vô đây tôi biểu coi. Trời ơi trời, chồng con kiểu này chắc tôi chết quá. Thì anh chồng ảnh nghe xong ảnh lật đật, tao nói miệng mồm chưa xúc gì ke không, nhảy xuống sông. Trời ơi bơi luôn, mà tao nói bơi không biết bơi đi đâu về đâu nữa, trốn luôn không dám về luôn. Chết mẹ rồi, giờ vợ biết rồi giờ sao trời. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là ngắn và thú vị, nói về cái chuyện anh rể và cô em vợ như quý vị. Hy vọng rằng đại gia đình của mình sẽ vui vẻ với cái câu chuyện của em. Nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho em có thêm tinh thần để làm những clip mới nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.